Câu 3 là công thức cho giá sức có mức lời là 10%. Ok, 10% đơn giá sức phí vận chuyển thành tiền. Bây giờ phí vận chuyển này nó sẽ bằng gì nè? Bằng đơn giá nhập nhân số lượng nhân 5%. Bằng đơn giá nhập nhân cho số lượng nhân cho 5%. 5% thì các bạn ghi 5% cũng được, hoặc là các bạn ghi là 0.05 cũng được. Rồi, ok, copy công thức xuống. Thành tiền, cho cột thành tiền là đơn giá nhập nhân số lượng cộng phí vận chuyển bằng đơn giá nhập nhân số lượng cộng với phí vận chuyển. Bây giờ đây là thành tiền và người ta yêu cầu là lập công thức tính cho đơn giá xuất để mức lời là 10%. Lời là 10% thì giả dịch tự nhiên chỗ này mình bỏ cái này đi để tí mình tính tiếp. Thành tiền giả sử mình có 100.000 thì 10% tức là mình phải bán nhiêu là đủ? 110.000, tức là lời 10%. Như vậy công thức của mình làm sao để cho nó ra 110.000? Như vậy lúc đầu cái này là 100% cộng thêm 10% tiền lời nữa là ra 110%. Như vậy chỗ này mình chỉ cần lấy cái giá phía trước nhân cho mấy các bạn? Nhân cho mấy? 1.1, tức là 110% đó. Đó, 110 chia 100, đúng không? Là bằng 1.1. Được chưa? Như vậy thì để lời 10% thì chúng ta lấy cái đơn giá phía trước nhân cho 1.1 là ra 10%, bằng cái thành tiền nhân cho 1.1. Đấy, là mình phải bán như thế thì mình sẽ lời được 10%. Rồi hai ô này mình có thể set ở đây đó, để cho nó dễ đọc. Như vậy chỗ này là mình tính ra thành tiền là 1.181.000, mình phải bán là 1.299.000 thì mình sẽ lời được 10%. Định dạng các ô chứa giá trị số không có số lẻ và có dấu phân cách phần ngàn. Ừ, cái mà thầy đang làm lúc nãy đó. Như vậy thì mình định dạng những cái này luôn. Đó, có dấu phân cách phần ngàn và không có cái dấu thập phân. Được chưa?